sẽ cùng nhau chúc mừng bằng cách thả đèn trời bay lên khắp Pontypandy. Đèn trời hả cô? Nó là sao? Đó là lồng đèn bằng giấy đó, Norman. Giữa lồng đèn có gắn một cây đèn cầy. Khi thắp sáng đèn, lửa sẽ làm cho không khí trong đèn nóng lên và... đèn nhẹ dần và bay lên trời. Đèn trời, đèn cầy mà bay lên trời được á hả? Hay thiệt á nha. Nhưng an toàn chứ, nếu lỡ đèn bị cháy thì sao? Đèn trời tương đối an toàn đó, James. Nhưng chúng ta phải làm cho đúng cách. Nhưng các cháu đừng lo, cô giáo sẽ ở đó hướng dẫn và coi chừng các cháu. Cảm ơn Sam. Đèn trời được thả lên cùng với những ước muốn, nhưng phải chú ý để đèn bay thật an toàn. Trời hôm nay không có gió lắm nên thả đèn cũng rất thích hợp. Thôi nào, hãy mau trang trí đèn lồng đi các cháu. Yeah. Đi thôi, thả đèn bay lên trời, thích thiệt á. Tôi ở dưới nhà ga, cần gì cứ gọi cho tôi nha. Mọi người cũng biết Messi là xe chữa cháy chuyên dụng, nhưng đến lúc cũng cần phải nâng cấp. Hiện tại xe chữa cháy bằng vòi rồng phun nước, nhưng chưa có hệ thống phun bọt. Bọt là sao thưa trạm trưởng Steel? Không biết hả Elvis? Bọt dùng để chữa cháy còn gọi là bọt tuyết đó. Bọt chữa cháy? Tôi hiểu rồi thưa sếp. Nè Elvis, bọt tuyết chữa cháy dùng để phun lên bề mặt cháy, ngăn không để cho đám cháy lan thêm. Giấy và màu vẽ đây các cháu. Nhưng đèn cầy đâu hả con? Em muốn đốt đèn cầy và thả đèn trời liền bây giờ. Nè Norman Price, cháu phải lo trang trí lồng đèn trước đã. Hãy làm cùng các bạn đi chứ. Dạ thưa cô Jane. Nghiên cứu lắp cho xe này khó hơn những gì tôi nghĩ đó Sam. Hệ thống bơm bọt chữa cháy hoạt động tốt không hả Elvis? Nó phun vậy là biết tốt rồi. Tôi bị biến thành người bọt rồi nè. Cô Jane ơi, cháu dán đèn xong hết rồi. Cháu đốt đèn cầy đi cô. Đốt đi, đốt đi. Norman, màu vẫn còn ướt. Vì vậy lồng đèn rất nặng nên chưa bay được đâu cháu. Lâu quá à. Đây, chúng ta có thể thử được rồi đó Elvis. Sao bọt chữa cháy phun ra nhiều quá vậy Sam? Tôi nghĩ cần phải điều chỉnh hệ thống phun bọt bớt lại một chút đó Sam. Xin chào mọi người. Wow, các cháu trang trí đèn lồng thật là đẹp. Nhưng chừng nào mới được thả hả con? Cháu chờ nãy giờ lâu quá chừng. Chúng ta phải đến nơi thả đèn cho an toàn chứ Norman. Phải Norman, muốn thả đèn trời phải tới chỗ nào đó thật an toàn. Một nơi tương đối trống trải mới có chỗ cho đèn bay lên chứ. Và chỉ được thả khi trời không có gió mạnh, cũng như canh hướng gió tránh xa các tòa nhà, xa rừng hay các bụi cây. Cháu biết rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ tới đâu? Gần đây không nhận? Mời mọi người lên tàu. Các cháu đem đèn theo đi. Chúng ta sẽ lên trên núi. Thật ra là thả đèn tuốt ở đỉnh núi. Cháu biết không, đèn trời sáng lấp lánh bay lơ lửng quanh núi đẹp lắm. Vậy thì mình phải lên thật nhanh mới được. Tôi điều chỉnh như vậy chắc là vừa rồi. Có được chứ hả Elvis? Đúng là bọt xịt ra đều hơn rồi. Tôi xin lỗi Sam. Thôi không sao đâu Elvis. Đã tới nơi. Hãy chờ đã Norman. Phải chắc chắn là hướng gió thổi không tạt vào chỗ cây cối để không gây ra quả quạng chứ cháu. Cứ kiểu này không biết tới chừng nào mới được thả đèn bay lên. Trời ơi, gió đã đổi hướng. Bọt khí đang bay về phía bên phải, giờ bị thổi về bên trái rồi. Anh nói phải Sam, nghĩa là gió trên núi cũng sẽ bị đổi hướng luôn. Phải đó, tốt hơn là gọi ngay cho trạm trưởng Steel. Dạ thưa sếp. Sao hả Sam? Tôi muốn nhắn tin cho cô Jane hiện đang ở trên núi, vì trên đó điện thoại không liên lạc được thưa sếp. Tôi sẽ nhắn tin bằng sóng radio đến chỗ mưu sinh trên trung tâm, anh ấy sẽ báo lại cho họ. Vậy nhờ sếp cho cô Jane hay là bây giờ gió đã đổi hướng. Nếu cô ấy cho thả đèn trời, lỡ nó bay về phía rừng cây thì sẽ không an toàn đâu thưa sếp. Tôi hiểu rồi, sẽ gọi ngay đây Sam à. Đã đến nơi rồi đó các cháu. Hay quá. Bác đã chuẩn bị sẵn một xô nước đầy để phòng hờ. Các cháu hãy xếp hàng với đèn trên tay để được chăm đèn cầy.
Ồ, đèn này trang trí đẹp quá. Ông ơi, nhanh lên đi. Có ngay mà, Norman. Hả? Xong rồi, bay lên thôi. Norman, phải đợi hơi nóng từ đèn cầy lan tỏa đều trong lồng đèn, nếu không thì nó sẽ rớt xuống đất đó. Nhanh lên đi, nóng lẹ đi còn bay nữa. Đèn lồng hơi nhóm lên rồi nè. Cháu hãy đợi một chút, nghe cô đếm hãy thả. Cô sẽ đếm tới ba. Một, hai. Khoan đã cô James. Anh Moose. Tôi vừa nhận được tin nhắn của Sam. Anh ấy nói gió đã đổi hướng rồi. Gió đổi hướng à? Nếu vậy coi chừng thả đèn trời bay lên sẽ nguy hiểm lắm đó. Các cháu nghe đây, thổi tắt đèn cầy mau đi. Cô nói sao? Nhưng mà lồng đèn của cháu sắp sửa bay lên được rồi nè. Đợi nãy giờ lâu quá chừng luôn à. Ơ nè, Norman Price. Dạ, tại em lỡ tuột tay thôi chứ bộ. Đẹp quá chừng luôn kìa cơ. Lúc này không thể gọi là đẹp được, mà là nguy hiểm. Gió đang thổi nó bay về phía... Về phía rừng không hả? Tôi phải thông báo ngay cho lính cứu hỏa Sam biết. Hả? Trái khu rừng trên núi, ở trung tâm dã ngoại. Sam, có trái rừng trên núi gần trung tâm dã ngoại. Tập trung lực lượng gọi Tom lái trực thăng lên đó ngay. Và Bessie cũng tham gia. Đám cháy lan ra nhanh quá. Đã nghe rõ Tom, chúng tôi sẽ tới ngay. Chúng ta phải mau dập tắt đám cháy vì nó đang hướng về phía các cháu nhỏ. Chuẩn bị đi Elvis, đã tới lúc sử dụng bọt chữa cháy rồi. Đã sẵn sàng Sam. Ấn nút Big Benny. Liệu bọt chữa cháy này có khống chế được ngọn lửa đang lan tỏa không vậy hả Sam? Tôi nghĩ là được đó Elvis. Nếu đúng như vậy thì hay thiệt. Và bây giờ Tom sẽ tuôn hết nguồn nước để dập vào tâm điểm đang cháy. Phối hợp ăn ý lắm. Mọi người không sao chứ? Không sao, cảm ơn lính cứu hỏa Sam. Cháu thấy lỗi của mình chưa Norman Price? Đám cháy sẽ không xảy ra nếu như cháu chịu lắng nghe theo những lời hướng dẫn của cô. Xin lỗi cô Jane. Xin lỗi chú Sam. Tôi nghĩ mọi người cần kiếm một nơi an toàn hơn để tiếp tục chơi thả đèn trời. Chịu không? Ở đâu vậy chú? Cháu sẽ làm liền một cái đèn trời thiệt là đẹp cho coi. Không, Norman, cháu chỉ được đứng nhìn thôi vì cháu đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Tất cả đã được thắp sáng. Ở đây không có gì nguy hiểm hết. Gió thổi tương đối nhẹ và hướng gió an toàn. Thả đèn được đó. Hãy thả từng cái một thôi. Cháu thả trước đi Sarah. Đừng buồn nữa Norman. Đợi tới Tết Nguyên Đán sang năm chúng ta thả đèn trời cũng được mà. Tới lúc đó cháu đã hiểu và chúng tôi cũng không phải dùng tới bọt chữa cháy này nữa. Mạnh mẽ và kiên cường dù đầy hiểm nguy mà chẳng lo chi, dù khó khăn nhưng chẳng ngại ngần, là những anh hùng như sao.